Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một quả bom hạt nhân phát nổ trên biển chưa? Các bạn sẽ thấy một hố sâu khổng lồ giữa vùng biển lớn. Một chiếc du thuyền cách đó không xa liền nhanh chóng bị hút vào trong cái hố đen đó. Cuối cùng nổ ra một tháp nước lớn phát ra một làn sóng siêu xung kích cực mạnh. Tháp tín hiệu của tàu khu trục đã trực tiếp bị thổi bay. Còn tháp nước vừa rồi, ngay cả đội hình hàng không mẫu hạm của quân đội Mỹ cũng không là gì so với nó. Sau đó những cơn sóng bắt đầu ập đến, ngay lập tức cả con tàu khu trục đã bị nuốt chửng, tàu sân bay bị sóng nước nâng lên cao, nước biển cũng bắt đầu tràn vào bên trong con tàu. Cảnh tượng này thực sự rất ngoạn mục, nhưng cũng may vụ nổ bom này là ở dưới nước, cho nên uy lực của nó cũng không quá khủng khiếp. Những con tàu gần đó đã may mắn thoát nạn. He, thật đáng tiếc. Vậy thì rốt cuộc là ai đã tốn nhiều công sức để ném bom hạt nhân xuống biển cơ chứ? Anh ấy là nam chính của bộ phim Mick. Câu chuyện phải bắt đầu nói từ một năm trước, lúc này Mick vẫn chỉ là một chàng trai bình thường. Anh vừa cầu hôn thành công cô bạn gái xinh đẹp của mình trên bãi biển. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, bọn họ nhất định sẽ sống hạnh phúc cùng nhau vĩnh viễn. Nhưng thực tế chuyện ngoài ý muốn đó vẫn xảy ra. Mick muốn gọi hai ly rượu trắng để chúc mừng, đột nhiên có một nhóm người khủng bố xuất hiện trên bãi biển. Bọn chúng điên cuồng xả súng tàn sát những du khách có mặt ở đây. Trong hỗn loạn Mick bị bắn trúng vào chân, nhưng cô bạn gái xinh đẹp thì lại bị bắn trúng ngực và chết ngay tại chỗ. Anh đau khổ tột cùng bất chấp chạy nhanh về phía cô và không cẩn thận lại bị bắn trúng vào vai. Nhìn thấy Mick tuyệt vọng bò dưới đất, tên phần tử khủng bố kia không thèm bắn anh nữa mà cứ thế bắn thẳng vào thi thể bạn gái ở bên cạnh. Sau đó hắn liền rời đi, không giết chết Mick khiến cho anh phải cay cú. Quả nhiên Mick thề rằng anh nhất định phải báo thù cho bạn gái. 18 tháng sau, Mick đã biến thành một ông chú râu ria đầy mặt. Trải qua một thời gian dài điều tra, cuối cùng anh cũng thông qua mạng đã liên lạc được với những người bên trong tổ chức khủng bố. Sau đó anh giả vờ là một tín đồ và muốn gia nhập cùng bọn chúng. Cùng lúc này, anh cũng đang điên cuồng luyện tập chiến đấu và cách dùng súng. Sau một thời gian tiếp xúc, bọn khủng bố cũng dần tin tưởng vào Mick, vì vậy đã hẹn gặp anh ở một khu căn cứ. Nhưng vì Mick là người Mỹ, nên đối phương vẫn trói anh lại rồi bắt đầu vặn hỏi. Mick một bên bình tĩnh trả lời, một bên cầm một mảnh dao nhỏ được giấu kỹ bắt đầu cắt dây thừng. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ phải giải quyết đám người này như thế nào, thì đột nhiên tên thủ lĩnh trước mặt anh bị bắn chết ngay tại chỗ. Sau đó một lực lượng vũ trang khác xông vào giết hết những người còn lại. Lúc này, Mick đã cắt đứt dây thừng trói mình. Nhìn thấy thi thể của kẻ thù trước mặt, nhất thời anh không thể chấp nhận được sự thật. Mick đã vô số lần nghĩ đến cảnh tượng chính tay mình sẽ báo thù cho bạn gái, nhưng kẻ thù của mình lại bị kẻ khác giết chết. Mick chỉ biết vẫn nộ chút giận vào cái xác của tên thủ lĩnh. Nhưng còn chưa kịp thỏa mãn, Mick liền bị lực lượng vũ trang đó giữ lại rồi bắt đi. Sau đó anh cuối cùng cũng hiểu, lực lượng vũ trang này chính là lực lượng chống khủng bố của CIA. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ có thể tìm ra được hang ổ của kẻ khủng bố. Lần này cũng may nhờ có Mick dẫn đường, thật ra bọn họ đã âm thầm quan sát anh từ lâu. Một nữ lãnh đạo da đen rất tán thưởng năng lực của Mick, cho nên cô đã đề nghị anh tham gia CIA. Sau đó Mick bắt đầu tham gia vào các cuộc huấn luyện chuyên nghiệp và trở thành một thành viên của lực lượng chống khủng bố. Trong lúc Mick đang trong thời gian tập luyện thì ở bên ngoài đã xảy ra một chuyện lớn. Trong một căn cứ hạt nhân bị bỏ hoang ở Nga, 15 cân plutonium 239 bị đánh cắp. Với lượng lớn như này đủ để chế tạo được một quả bom hạt nhân. Sau đó những nguyên liệu ấy được một người đàn ông thu mua. Nhưng trong lúc giao dịch, người đàn ông độc ác này tiền không muốn giao ra, nhưng hàng vẫn muốn nhận, trực tiếp xả súng giết chết cả băng nhóm trộm cắp kia. Lấy được đồ xong hắn liền lập tức trốn thoát. Rất nhanh sau đó tin tức này được truyền đến CIA. Bởi vì nhiên liệu hạt nhân này rất quan trọng, nữ lãnh đạo lập tức mời đến vị giáo quan đang huấn luyện Mick để giải quyết chuyện này. Thông qua camera của hiện trường, vị giáo quan này phát hiện người cướp súng nguyên liệu hạt nhân này lại là người mà ông từng dẫn dắt, Away. Nhưng vì một vài lý do mà Away đã bị khai trừ ra khỏi CIA và trở thành một lính đánh thuê chống lại tổ chức. Bên cạnh đó, CIA cũng điều tra ra có ai đó đang lên kế hoạch từ một tay buôn vũ khí để mua kíp nổ. Vị giáo quan phán đoán, người mua kíp nổ này có lẽ cũng chính là Away. Vậy thì chỉ cần họ tìm thấy tên buôn vũ khí kia, nói không chừng không những có thể tìm lại được nguyên liệu hạt nhân, thậm chí còn có thể bắt được Away. Kế hoạch quyết định như vậy, sau đó giáo quan liền đưa quân đi đến chỗ buôn bán vũ khí của thành phố. Họ ẩn mình rồi quan sát tình hình, rất nhanh Mick đã tìm được một cơ hội. Anh phát hiện trợ lý của tay buôn bán vũ khí được hạ lệnh đi làm việc. Vì vậy anh nhanh chóng đi lên phía trước đâm vào người hắn ta. Nhân cơ hội đó trộm lấy điện thoại của hắn. Sau khi giải mã được điện thoại, Mick đã biết được thời gian và địa điểm giao dịch của bọn chúng. Lúc tay buôn vũ khí đã đến điểm giao dịch, mấy người Mick đã bố trí sẵn ở đây. Sau đó Mick cùng đồng đội vào quán rượu nơi diễn ra giao dịch, chuẩn bị ra tay bắt người. Quả nhiên người đến mua kíp nổ chính là Away, nhưng tên này cũng vô cùng cảnh giác. Sau khi hắn lấy được chìa khóa chiếc xe có chứa kíp nổ xong, lập tức đã phát hiện nhóm người Mick. Away không nói một lời nào, quay đầu trực tiếp đâm chết người đồng đội của Mick. Nhân lúc hỗn loạn, hắn ta và tay buôn vũ khí liền trốn đi. Giáo quan thấy nhiệm vụ thất bại chỉ có thể hạ lệnh cho toàn đội rút lui. Nhưng Mick rất máu chiến, anh trực tiếp nhảy lên xe của tên trợ lý và ra lệnh cho hắn phải đưa mình đến gặp tay buôn vũ khí kia. Khi đến quán rượu của tay buôn vũ khí, Mick giơ súng lên cẩn thận đi vào. Dù bên trong có mấy tên bảo vệ, nhưng khoảng thời gian luyện tập của Mick không phải là vô ích. Sau một hồi đánh nhau, cuối cùng cũng giải quyết được tất cả mấy tên bảo vệ. Sau đó Mick đi tìm tay buôn vũ khí. Anh nghĩ tên này cũng chỉ là một kẻ bất lương làm nhiều chuyện ác, cho nên anh đã trực tiếp bắn chết hắn ta, rồi anh cầm theo máy tính của hắn đi. Quay trở về căn cứ, vì Mick không làm theo mệnh lệnh khiến giáo quan vô cùng tức giận và muốn khai trừ anh ra khỏi đội. Nhưng nữ lãnh đạo vẫn kiên quyết muốn giữ Mick lại. Người trẻ mà, khó tránh được những lúc kích động, dù sao kết quả cũng tốt. Còn bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải giải quyết được nguy cơ bom hạt nhân. Trước mắt, Away đã lấy được nguyên liệu hạt nhân và kíp nổ. Hai thứ này vô cùng quan trọng. Giờ chỉ cần tìm được một nhà vật lý nguyên tử để lắp ráp thì một quả bom hạt nhân cứ thế được hình thành.
Còn trong máy tính của tên buôn vũ khí kia đã điều tra được có một giao dịch chuyển khoản 2 triệu đô vào tài khoản ở Roma. Số tiền này rất có thể là được chuyển đến cho nhà vật lý học kia. Vì vậy, mọi người lại lập tức đến ngân hàng ở Roma. Thông qua nhận dạng khuôn mặt của những người đến ngân hàng rút tiền, Mick đã nhanh chóng tìm được chuyên gia vật lý kia, sau đó liền đi theo hắn. Khi đi đến khách sạn mà chuyên gia ở, Mick đã thuê một căn phòng ở bên cạnh và cắm một camera nhỏ quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Cứ như vậy anh ngồi quan sát đến tận nửa đêm. Lúc này Away đưa mấy người đến đón chuyên gia rời đi, nhưng dù sao Away cũng là người từng được giáo quan huấn luyện, đã lập tức phát hiện camera trong phòng chuyên gia. Vì vậy hắn lập tức ra tay giết người. Do đối phương có nhiều người hơn, cho nên Mick và đồng đội của mình đã bị bọn chúng bắt lại. Cũng may lúc này giáo quan đã kịp thời đến ứng cứu. Ba người phối hợp đã giải quyết được tất cả người ở đây, nhưng cuối cùng vẫn để Mick chạy thoát. Sau đó giáo quan ép nhà chuyên gia phải nói ra tất cả những gì ông ta biết, nhưng lại chỉ tra ra được một tên mã là Tinh Ma. Giáo quan biết Tinh Ma chính là Away. Tất cả những thông tin có được đều vô dụng. Buổi tối, nữ đồng đội giúp Mick băng bó vết thương. Bất giác cô nhắc đến hai chữ Tinh Ma, điều này khiến cho Mick lập tức cảnh giác. Bởi vì lúc chuyên gia vật lý nói đến tín hiệu này, cô ấy không hề ở hiện trường, vì vậy nhất định cô không thể biết được. Mick suy ra cô ta chính là gián điệp của đối phương, vì vậy đã lập tức hạ gục cô. Dưới sự ép cung của Mick, cô cũng nói ra thân phận thật của mình là một đặc vụ của Iran. Nhưng ngoài việc tiết lộ người có thể liên kết với kẻ đứng đầu, những thứ khác đều không muốn nói. Người có thể kết nối mà cô ta nói, giáo quan cũng có quen biết. Người đó chính là sĩ quan tình báo Iran, hơn nữa người đó chính là người quen cũ của giáo quan. Không thể giải thích được vì sao lại có liên quan đến ông ta. Giáo quan cũng vô cùng bối rối, vì vậy đã hẹn riêng với sĩ quan này. Sau một hồi, ông ta cũng thành thật nói ra, thì ra chủ mưu của kế hoạch này là một sĩ quan cấp cao của Iran. Bọn họ không thể chịu đựng được lệnh cấm sản xuất hạt nhân trên quốc gia của mình, vì vậy đã thuê một lính đánh thuê có biệt hiệu là Tinh Ma, muốn hắn ta mang đến vũ khí hạt nhân cho họ. Lúc giáo quan muốn hỏi thêm cặn kẽ các tình tiết thì cuộc tập kích từ xa của Away đã bắt đầu. Hắn một súng bắn chết người liên lạc, rồi bắn bị thương giáo quan, sau đó đưa ông ấy đi. Tin tức giáo quan bị bắt đã truyền đến chỗ của Mick. Tuy rằng nữ lãnh đạo lại cho rằng bây giờ giải quyết vụ hạt nhân là quan trọng hơn, nhưng một người trọng tình trọng nghĩa như Mick quyết định cứu giáo quan trước. Nửa đường, anh đánh ngất đồng nghiệp và đưa cô mật vụ đi cùng. Anh nói cho cô biết chuyện người liên lạc đã bị giết chết, yêu cầu cô đưa anh tìm đến căn cứ. Người liên lạc đó chính là chú ruột của cô. Cô vừa nghe được tin liền lập tức đồng ý giúp đỡ Mick. Còn ở bên này, giáo quan đang bị nhốt trong căn cứ bị Away tra tấn dã man. Away trở nên như thế này bởi vì trong một lần chấp hành nhiệm vụ, giáo quan muốn bảo vệ đại cục nên đã không phái người đi cứu anh trong lúc nguy hiểm. Điều này đã khiến hắn phải chịu đựng đủ sự tra tấn của kẻ thù. Cũng chính vì thế hắn hận giáo quan và hận cả nước Mỹ. Anh luôn muốn báo thù nhưng lại không có cơ hội. Lần này sĩ quan cấp cao Iran tìm đến anh, đưa cho anh một số tiền và bảo anh đi lấy vũ khí hạt nhân. Vừa đúng lúc cho anh một cơ hội để trả thù. Sĩ quan cấp cao Iran nghĩ rằng mình đang lợi dụng Away, nhưng thật ra chính Away lại đang lợi dụng hắn. Bây giờ giáo quan đã bị bắt, vũ khí hạt nhân cũng được các chuyên gia vật lý hoàn thành lắp ráp. Away cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Hắn ta quay đầu, không do dự gì giết chết hết đám người của sĩ quan Iran. Cuối cùng trong lúc khởi động đếm ngược vụ nổ, lúc này Mick cũng kịp thời đến nơi. Anh lợi dụng vụ nổ của xe ô tô để tạo ra hỗn loạn, nhân lúc đó tới cứu giáo quan. Nhưng cô đồng đội lại bị Away bắt làm con tin, cô không muốn làm khó cho Mick, cho nên cô đã chủ động tự sát. Còn Away cũng cầm vũ khí hạt nhân chạy mất. Mick nhìn thi thể của cô ấy đau lòng không ngừng, nhưng anh phải lập tức xông ra ngoài nhảy lên tàu của Away. Thì ra mục tiêu cuối cùng của Away chính là sử dụng quả bom hạt nhân này để tấn công hạm đội hải quân Hoa Kỳ đang tuần tra gần đó. Mick nhất định không cho hắn được như ý nguyện, vì vậy hai người đã đánh nhau kịch liệt ở trên tàu. Hai người đều được dẫn dắt bởi giáo quan. Với sức lực và kỹ thuật tấn công ngang nhau, họ bất phân thắng bại. Quả nhiên đều do một người dạy mà ra. Lúc này Away đã tìm ra một cách khác. Hắn ta dùng cái chết của bạn gái Mick chế giễu anh. Nhưng không ngờ, Mick vừa nghe liền kích động càng đánh càng hăng. Cuối cùng thành công giết chết tên Away điên rồ này. Cho nên không có chuyện gì thì đừng có nhiều lời. Lúc này giáo quan ngồi trên trực thăng đuổi theo Mick. Ông ta bảo Mick lập tức vứt ba lo xuống biển, sau đó nhanh chóng đưa Mick rời khỏi đây. Sau đó chiếc trực thăng này cố hết tốc độ bay. Chỉ mấy giây sau, chiếc ba lo chứa bom hạt nhân đã phát nổ. Đầu tiên là hình thành một miệng hố sâu lớn, sau đó là phun lên dòng nước khổng lồ. Sóng xung kích lan ra mọi hướng, khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Cũng may vùng biển đã tiêu hóa toàn bộ sức công phá của vụ nổ. Mặc dù hạm đội Hoa Kỳ bị tổn thất nghiêm trọng nhưng không có người nào bị thương vong. Còn quả bom hạt nhân kia bị nước biển hấp thụ cho nên ảnh hưởng của nó cũng không quá lớn. Nhưng mà chỉ sợ những sinh vật nhỏ bé ở dưới biển phải chịu đựng sức mạnh này. Cuối cùng sự kiện về nguy cơ hạt nhân đầy kịch tính này dưới sự nỗ lực của Mick cũng biến mất. Đáng tiếc, không thể nhìn những cảnh tượng hoành tráng hơn nữa. Sát thủ kiểu Mỹ là bộ phim được ra mắt từ năm 2017 được đánh giá vừa phải. Bộ phim không có nhiều bài học đắt giá nào, tình tiết phim cũng bình thường. Ngoài những cảnh hành động đáng chú ý và cảnh tượng bom nổ cuối bộ phim thì dường như bộ phim cũng không có gì bất ngờ. Tôi còn tưởng nam chính và bạn gái mình sẽ xảy ra gì đó, nhưng cô bạn gái này lại chết sớm như vậy. Tôi cũng tưởng nam chính và nữ đồng đội sẽ có gì đó, nhưng không ngờ cô ấy cũng chết rồi. Không thể không nói, biên kịch bộ phim này đúng là không theo luật lệ nào. Tóm lại, chỉ vì phân cảnh bom nổ cuối cùng mà những khán giả đã đi xem toàn bộ phim thì cũng đừng mong đợi quá nhiều. Không muốn xem toàn bộ phim thì chỉ cần nghe tôi review là được rồi. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi.